Số liệu báo cáo từ các nước châu Âu và Nam Phi cho thấy biến thể BA.5 có tốc độ lây lan nhanh, số mắc hàng ngày tăng 12-13% so với biến thể BA.2 và sẽ từng bước thay thế biến thể BA.2. Theo Bộ Y tế, biến thể BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và có khả năng tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam, nên số ca mắc mới có thể gia tăng trong thời gian tới. Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu hệ thống giám sát đáp ứng phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào nước ta. Trước lo lắng của người dân về việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 sẽ có phản ứng phụ mạnh hơn các mũi trước đó, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho biết mỗi cơ thể sẽ có phản ứng với vaccine ở mức độ khác nhau. Việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5 của Omicron, và nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn.